Bây giờ là 14 giờ 28 phút ngày 19 tháng 2 năm 2024. Video này mình thực hiện test hoạt động đôi loa đài sáp to vật vã để gửi tới một người anh em có cái bụng tốt ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Người anh em tốt của mình đã trần văn chốt đôi loa đài sáp với đường kính loa bát là 16 cm, loa còn zin thật chứ không phải zin ở lời nói, đã ký tên Khang 1861 vào rồi. Người anh em này đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương, vì người anh em này đã thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn. Người anh em chuyển đủ 780.000 đồng cho mình rồi. Bây giờ mình test sau đó thì bọc ni lông đóng vào thùng xốp mới đét đen đẹp, không không đóng vào thùng xốp cũ. Không làm sao mà phải lom rom phải đóng thùng xốp cũ cả. Vì cái thùng xốp cũ với cái thùng xốp mới thì nó cũng chỉ vênh nhau đến 50.000 thôi, nhà chênh nhau 50.000 thôi. Thế là mua cái thùng xốp cũ đóng, nó mỗi một sản phẩm tiết kiệm được 50.000, không đổi đời được. Thế nên không không lom rom, cứ thùng xốp mới chơi, no never, không bao giờ chơi thùng xốp cũ nha. Nghề chơi nó rất công phu là chỗ đấy. Khi mà lĩnh hội được cái câu đấy rồi thì nói không với thùng xốp cũ. Đây, xin thưa với quý vị. Đấy. Bên trong đẹp tuyệt vời nha, bên trong đẹp tuyệt vời, loa còn zin thật, xương loa ống a ống ánh. Thế còn cái mặt tiền như thế này thì người anh em bảo để em về coi như là em sơn em tô phấn điểm son cho nó. Đấy, thế còn là vệ sinh thì mình vệ sinh sạch đẹp rồi, mình cũng có một cái video vệ sinh rồi. Ở đây mình thực hiện bộ dùng bộ phên vỉ của đài Sony 710 để test hoạt động đôi loa đài sáp to vật vã này. Công suất cực đại của nó là 26W, trở kháng là 8 ohm nha. Đấy. Thì ở đây đang hoàn thiện cái bộ mỹ cơ cửa B đài Sony 710 để phục vụ một người thượng đế có cái bụng tốt ở tỉnh Đồng Nai. Không biết là buổi chiều ngày hôm nay có gửi được không, nếu không gửi được thì huynh cũng thông cảm cho đệ nha. Gọi là đệ phải phải giải quyết cái đôi loa này trước, tại vì đôi loa này người ta đặt hàng trước, huynh đặt hàng sau thì đương nhiên rồi. Nếu mà làm kịp thì gửi, còn nếu không thì ngày mai đệ sẽ gửi cho huynh. Sư huynh ở tỉnh Đồng Nai cũng đã chuyển thóc cho mình cái bộ mỹ cơ cửa B đài Sony 710 rồi nhá, 550.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Bộ mỹ cơ không có motor, thế còn chân này này, cái trục sắt để lắp bánh tì vào thì nó như inox 304. Bây giờ mình cho nó ăn điện là để test đôi loa này nha. Cái này đệ chưa khôi phục được cái tiếng là auto stop, chứ còn tiếng là chuẩn đấy. Tách loa này, ta tách lại. Cái loa này nói này. Cái loa này không nói này. Loa này nói này. Loa này không nói này. Loa này đang nói này. Hôm kia thăm làng, tìm đời anh ra đứng gác ven làng.
câu nói này. Đôi loa đài sáp to vật vã này, bát 16 nghe nó khác hẳn so với lại cái loa zin 710 đấy, các thượng đế vừa mới thưởng thức rồi nhá. Và đặc biệt là loa nó còn zin thật thì chỉ có vỗ đùi đen đét này, còn mức thóc thì thôi, mức thóc này về khoe với bu em thì chắc chắn là bu em trọng thưởng, trọng thưởng là cái chắc chắn 780.000 đồng
mà ở bên trong thì có thể gọi là mỹ loa vì xương loa của nó còn sáng loáng nha. Ngoài thế xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.